Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Cố gắng cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Vũ trụ sẽ gửi tín hiệu cho bạn. Nếu vũ trụ muốn bạn gặp một người sẽ thay đổi cuộc đời bạn, vũ trụ cũng sẽ gửi cảnh báo đến bạn khi ai đó không phù hợp với bạn và sẽ làm những gì có thể để giữ người đó tránh xa bạn bằng mọi giá. Lắng nghe và cảm nhận thông điệp từ vũ trụ là một cách để giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Mặt khác, từ chối lắng nghe những tín hiệu đó có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho bạn. Bạn có đang lo lắng rằng người bạn đang ở bên cạnh có phù hợp với bạn hay không? Để ý những dấu hiệu của mối quan hệ độc hại cũng như những dấu hiệu sau đây để cho bạn biết rằng vũ trụ đang cố gắng giữ bạn tránh xa họ là có lý do. Bạn bè của bạn cảnh báo bạn về họ. Bạn bè luôn quan tâm đến nhau. Nếu bạn bè của bạn ghét người đó hoặc cố gắng khiến bạn tránh mặt người đó, thì đó có thể là cách vũ trụ nói rằng đó là điều không nên. Bạn có thể muốn lắng nghe bạn bè của mình. Mỗi khi bạn cố gắng đi chơi với người đó, điều gì đó tiêu cực sẽ xuất hiện ngay sau đó. Đây có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc nó có thể là một cái gì đó khác. Bạn có thể không biết cho đến khi tránh được điều tiêu cực đáng lẽ bạn đã mắc phải. Bạn càng đi chơi với họ, thói quen của bạn càng trở nên tồi tệ. Đôi khi, vũ trụ cho chúng ta thấy những dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại và ai đó xấu đối với chúng ta theo những cách tinh tế. Và điều đó bao gồm thông qua hành vi của chính chúng ta. Bạn có thấy mình bị bắt nạt thường xuyên hơn hay không? Bạn có thấy mình bao dung những thứ mà bình thường bạn sẽ không bao giờ chấp nhận hay không? Đó có thể là cách vũ trụ nói rằng bạn cần lùi lại một bước để có cái nhìn rõ ràng hơn. Bạn đã bao giờ để cảm giác ruột của bạn nói với bạn rằng mối quan hệ hiện tại của bạn chỉ là tạm thời, bất chấp những điều có vẻ tốt đẹp đang diễn ra? Đó là một cảm giác kỳ lạ và khó chịu khi trải nghiệm, nhưng đó là một cảm giác có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thật khó để bỏ qua nó. Bạn sẽ thấy tốt nhất là nên nghe nó hơn là chờ đợi sự rung cảm đó lắng xuống. Vì lý do nào đó, bạn luôn phải nghe những câu chuyện kinh dị khi ở gần họ. Đôi khi, đó có thể là một mẫu báo nói về một người phụ nữ bị chồng bạo hành. Lần khác, bạn thấy thông tin đó trên trang nhất của trang web yêu thích của bạn. Đó có thể là lời cảnh báo dành cho bạn. Bạn cảm thấy kỳ sức một cách kỳ lạ sau khi nói chuyện với người ấy. Nếu những tương tác giữa bạn với người ấy khiến bạn cảm thấy kiệt quệ, chán nản hoặc xuống tinh thần, thì đó có thể là lời cảnh báo dành cho bạn. Người ấy sẽ làm cho những tình huống xung quanh bạn trở nên tồi tệ hơn, ngay cả khi người ấy không cố ý làm như vậy. Đó có thể là tín hiệu cho thấy người ấy sẽ không tốt cho bạn, ngay cả khi bản thân người ấy không phải là người xấu. Cảm giác như mọi người đang cố gắng kéo hai bạn ra xa nhau vì lý do này hay lý do khác. Rất có thể hai bạn không có ý nghĩa lâu dài, hoặc có điều gì đó đang cố gắng đảm bảo rằng hai bạn không ở bên nhau vì một lý do mà bạn có thể chưa biết. Tất cả các tương tác của bạn với người ấy đều được cảm thấy bị thúc đẩy bởi bạn. Rất nhiều người tồi tệ nhất đối với sức khỏe của chúng ta là những người mà chúng ta luôn giữ xung quanh mình. Những người làm điều này không phải là những người bạn muốn xung quanh bạn. Người ấy có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, đến mức bạn không tin tưởng người ấy. Không có cái gọi là một người hoàn hảo. Nếu ai đó có vẻ quá hoàn hảo, có thể người ấy đang che giấu điều gì đó mà bạn không muốn tìm hiểu. Bạn cảm thấy trống rỗng khi nghĩ về người ấy và mối quan hệ của mình, và điều đó khiến bạn có một cảm giác u ám khó có thể rũ bỏ. Bạn đi ngủ với một trái tim nặng trĩu. Khi bạn thức dậy, bạn cũng cảm thấy như vậy. Bạn cảm thấy buồn và không trọn vẹn. Khi bạn nhìn thấy những cặp đôi khác thực sự hạnh phúc trong mối quan hệ của họ, bạn sẽ cảm thấy đau lòng. Bạn biết rằng bạn không bao giờ có thể có được điều đó với người ấy của mình. Nếu bạn có một vấn đề, người ấy có một vấn đề lớn hơn. Và nếu bạn có thành tích để chia sẻ,
người ấy có thành tích tốt hơn để tự hào. Đây là những biểu hiện kinh điển của chứng tự ái. Một người có xu hướng hành vi như vậy có xu hướng tự cho mình là trung tâm, kiêu ngạo và thiếu sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Ở trong một mối quan hệ với một người như vậy có nghĩa là bạn sẽ luôn đứng thứ hai, không thể có một mối quan hệ có ý nghĩa hoặc viên mãn với họ. Bạn ngại thể hiện bản thân. Một phần của bạn muốn thảo luận tỉ mỉ về những điều gì đó với người em của mình, nhưng điều gì đó bên trong bạn kìm hãm bạn, đơn giản vì bạn biết không có ích lợi gì. Tất cả những gì bạn sẽ nhận được là những lời hứa suông, những lời bào chữa, những lời buộc tội hoặc một cuộc chiến. Đây là tất cả những dấu hiệu cảnh báo. Ngay cả khi người ấy cung cấp cho bạn những gì bạn đang yêu cầu, người ấy sẽ bực bội với bạn vì điều đó. Nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều vấn đề hơn trong một mối quan hệ vốn đã phức tạp. Vì vậy, bạn rèn luyện bản thân để kiềm chế ham muốn của mình. Đây là những dấu hiệu độc hại của một mối quan hệ không lành mạnh. Bạn là người duy nhất làm việc trong mối quan hệ. Nếu bạn ở cùng một người không cố gắng chia sẻ mọi thứ với bạn, giao tiếp, bày tỏ tình cảm, luôn ở bên bạn những lúc bạn cần, thì điều đó cho thấy sự thiếu nỗ lực rõ ràng từ phía họ. Đó là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm về một mối quan hệ tồi tệ. Đừng tự huyễn hoặc mình với niềm tin rằng bằng cách làm nhiều hơn hoặc cố gắng hơn, bạn có thể thay đổi mọi thứ. Nguồn gốc của vấn đề nằm ở chỗ khác. Nếu một người không có mặt trong mối quan hệ, ngay cả khi họ đang ở đó, bạn nên tự hỏi bản thân: tôi đang làm gì ở đây? Chứ không phải là tôi có thể làm gì hơn. Mối quan hệ đang làm tổn thương lòng tự trọng của bạn. Một dấu hiệu cảnh báo sớm về một mối quan hệ tồi tệ là nó khiến bạn mất đi lòng tự trọng của mình từng chút một. Người ấy đưa ra những phát biểu chỉ trích thường là một cách thụ động và hung hăng, khiến bạn ngày càng không tự tin về bản thân mình. Những câu nói này đủ để làm lung lay lòng tự trọng của bạn. Bạn không ngừng tự hỏi liệu phán đoán của mình có đúng đắn hay không. Nó cũng khơi dậy mong muốn làm hài lòng người ấy của bạn, để người ấy ngừng chỉ trích bạn. Nhưng dù bạn có cố gắng đến đâu, điều đó vẫn sẽ không xảy ra. Những dấu hiệu cho thấy bạn nên từ bỏ một mối quan hệ không lành mạnh có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Dấu hiệu đáng kể đầu tiên là mặc dù mối quan hệ của bạn tồn tại, nhưng mối quan hệ đó không phát triển hay nuôi dưỡng bạn. Bạn đang ở trong đó nhiều hơn là do thói quen hơn là tình yêu. Toàn bộ động thái của mối quan hệ lặp đi lặp lại cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo về một mối quan hệ độc hại. Rất nhiều người tiếp tục quay trở lại với những người yêu độc hại, ngay cả khi họ nhận ra rằng làm như vậy là có hại cho họ. Chúng ta nên lắng nghe những tín hiệu từ vũ trụ, vì tất cả những thông điệp đó đều muốn chúng ta có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hãy đón nhận nó bằng trực giác của bạn. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.